tại vì ta chạy máy cắt á, ta đâu có thấy đâu. Đó, vô, vô, vô. Anh đang rình, anh đang rình, mới lặn xuống đây. Bên nhỏ đang rình. Dòm quá, dòm cùng quá. Ê, phe coi, dỡ coi, dơ rắn lên coi. Quá trời. Rắn chà bá luôn. Quá rồi này, chụp rồi. Dữ ha, dữ ha. Trời kìa. Không có con chuột nào mà thoát luôn nha bà con. Không nổi chứ mấy anh. À, đâu có được nè. Thế rồi. Được rồi. À. Rồi xa xa ngoài đi. Ừ thì ra mày xuống đi. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Chưa. Dòng này không thấy chạy ra. Con chuột chạy bá luôn trời. Này không biết mấy anh có dí cù không à. Rồi dí cù tiếp tục rồi bà con. Dí cù rồi. Tiếp tục dí cù, tiếp tục. Quá đông rồi con. Từ dài dài đó kìa. Đây.
Quá trời, cái anh kia được con rắn nữa kìa, chà bá nó nữa kìa. Rắn rồi, quá bự rồi. Tới nữa rồi con ơi. Tới đây rồi. Cù tới nữa rồi. Mọi người xem chụp nè, rồi chụp chuột nè. Đó, đó. Vô rồi, vô cầu rồi, vô cầu rồi, vô cầu ơi. Sạn dí cù, sạn dí, sạn chơi chụp nè. Mấy anh cẩn thận nguy hiểm lắm các con ha. Tại vì ta chạy máy cắt á, ta đâu có thấy đâu. Đó, vô, vô. Vô. Vô, 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 vô. Quá thế rồi, quá thế rồi, quá thế rồi. Chịu gì đó. Chịu gì. Cầu này không bằng cầu nãy tại cầu này nhỏ. Đó 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 đó. Quất quất. Giả bảo đi, mạnh ai cho người này ở ngoài tôi chụp đi. Quá thế à. Này là đám ruộng cuối không con ha. Được con khỉ được con chuột. Quá lố rắn rồi. Xong nữa hả? Xong vụ luôn nữa hả? Chạy nè, chạy luôn.
Rồi xong. Đó giờ anh giục lúa lên vô xong rồi. Rơm như tử ra con. Con chuột nào mà còn. Rồi xong, vô. Anh hai đủ ăn không? Mấy con gì? Học lại con nhỏ làm quá. Quá thế mấy nhỏ à. Ừ. Quá lố à. Xong rồi bà con. Rồi giờ về. Tại vì bà con bắt ha. Quá trời luôn à, chuột nhiều mà tại vì người ta cũng đông cũng nhiều nữa. Bà đang thấy đường xá gì trần trời. Vì không thấy đường xá gì trần à. Để thôi à. Thôi. Tạm biệt bà con ha. Hẹn bà con gặp về vào video sau ha. Tiến sẽ cố gắng đi quay những cái này kia lạ lạ cho bà con xem ha. Tạm biệt bà con.